quán để chúng ta trò chuyện, nghe nhạc thánh, tâm tình để kết thân với nhau ha, nhất là các bạn độc thân. Cái chủ đề của Hội đồng Tây Bắc năm 2004 năm nay được các mục sư bên Mỹ và ban tổ chức tại BC quyết định chọn là gì quên mất. Đừng có nhắc. Hồi nãy biết không, cầm cái giấy ra để mà có gì quên thì coi, mà đứng ở trong chờ mỏi quá, thành ra ra đây rung thì có người lên đây nói tôi là đừng có cầm giấy nữa, thấy tay rung kỳ quá sợ, tưởng tôi rung, nhưng mà đâu phải rung, rung sợ này là mỏi quá. Dạ, cảm ơn, ai lỡ nhắc rồi thôi nhắc luôn ha. Dạ, cái chủ đề của chúng ta năm nay là thời kỳ cuối cùng. Cái câu này mà tôi đã nghe từ hồi nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy rất nhiều và được nghe rất nhiều về cái thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ cuối cùng thường thường thì có xảy ra đói kém, chiến tranh, thiên tai, vân vân, rất là nhiều điều mà chắc có lẽ ông bà chị em chúng cũng còn nhớ. Mà trong đó có một cái điều mà tôi suy nghĩ từ hồi nhỏ đến bây giờ. Ông bà chị em nhớ biết là điều gì không? Chẳng những là có đói kém, chiến tranh, động đất, rồi những cái thiên tai đến, nhưng mà còn một điều nữa, đó là anh em giết nhau, con giết cha mẹ và vợ chồng giết nhau. Cái điều đó lúc mà tôi nghe cha mẹ tôi dạy lúc còn Việt Nam thì tôi không có tin. Bởi vì mình đang sống trong một cái quốc gia tuy là nghèo đói nhưng mà lễ giáo, dạy dỗ, có thể nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đối với cái hôn nhân của mình. Dù mà tốt đẹp hay không, vì cha mẹ, vì dòng họ, mình cũng vẫn chấp nhận, phải không quý vị? Thì làm sao mà có một cái chuyện mà nói về ngày tận thế là về anh em giết nhau, cha giết con hoặc là con giết mẹ, mà cái điều quan trọng nhất là mẹ giết con nữa. Chúng ta có cái câu nói là hùng dữ không ăn thịt con, phải không? Nhưng mà đến ngày nay thì cái lời trong Kinh Thánh của thời kỳ cuối cùng đã ứng nghiệm, thưa quý vị. Mỗi ngày tôi mở trong Internet ra thì tôi thấy cái tin tức rất là nhiều về những cái sự lời tiên tri đã trong Kinh Thánh đã nói về sự giết nhau như vậy. Anh em giết nhau tranh giành không nói. Con giết cha mẹ chỉ vì cha mẹ giấu chìa khóa không cho xe, không cho con lấy xe đi chơi và con đã vào đập đầu cha mẹ chết. Và có một cái câu chuyện có thật bên Mỹ, nói là có một đôi vợ chồng đúng là trai tài gái sắc, chỉ cưới nhau trong 3 ngày đã trở thành một án mạng. Cô dâu rất là xinh đẹp, đó là một bà lão 72 tuổi. Và một chú rể rất là tài sắc là 77 tuổi. Chỉ cưới nhau trong 3 ngày thôi và chú rể đã nổi cơn ghen, nghĩ là cô dâu đã có quen một người khác và đã giết người vợ của mình. Dạ, câu chuyện rất có thật. Và chúng ta đã nghe nói đến một người mẹ vì cái người tình của mình mà đã giết, đẩy hai đứa con xuống cái bờ hồ, phải không? Đó là câu chuyện xảy ra đầu tiên. Và sau đó có nhiều người mẹ đã đem chấn nước con của mình, 5 đứa con của mình, bắt từng đứa một chấn nước, rồi đem sắp từng đứa chấn hồ nước xong bồn tắm rồi lên, sắp lên giường. Đến đứa thứ cuối 7 tuổi thì nó thấy vậy nó sợ, mẹ rượt chạy bắt nó cho bằng được, chấn nước và cũng chết nằm trên giường. Đó là những câu chuyện mà chắc có lẽ ông bà chị em, nếu ai quan tâm đến những cái câu chuyện xảy ra trong cái đời sống của mình, trong tin tức, thì có thể thấy cái điều đó. Đó là một cái điều mà tôi đã suy nghĩ từ nhỏ. Tôi không nghĩ rằng có chuyện đó xảy ra, nhưng mà đến ngày nay là thời kỳ cuối cùng. Những cái điều chiến tranh, đói kém, thiên tai xảy ra chúng ta đã thấy từ lâu, nhưng mà những cái điều mà gia đình giết nhau như là trong Kinh Thánh thì chúng ta càng ngày càng thấy rõ lộ ra. Đó là cái lý do tại sao các mục sư bên Mỹ và ban tổ chức quyết định lấy cái chủ đề của hội đồng năm nay là thời kỳ cuối cùng, để nhắc nhở mọi người chúng ta hãy thức canh và cầu nguyện. Để trở lại chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một thánh ca mang tựa đề Tình Chúa Bao La qua phần trình bày của Paul Lê. Xin quý vị cho đạp vào tay.
Ôi tình yêu Chúa trời hằng ban cho con mỗi ngày. Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông Thái An, chẳng lại lãng trong tâm hồn con cạn khô chết liền. Tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương, tâm hồn con khô cằn nhưng Chúa tha thứ con rồi. Em đem trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm, càng lại lắng trong tâm cạn khô chết liền. Tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương. Ôi tình yêu Chúa cha hằng ban cho con mỗi ngày. Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông Thái An, chẳng lại lắng trong tâm hồn con cạn khô chết liền. Tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương, tâm hồn con khô cạn nhưng Chúa tha thứ con rồi. Em đem trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm, chẳng lại lắng trong tâm hồn con cạn khô chết liền. Tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương, tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương.
vì Ngài tôi hãy giữ trong cuộc đời, ơn Ngài tha tôi làm tôi đổi mới, vì Ngài tôi hát khắp nơi xa gần với muôn thiên thần tiếng ca lắng trời. Vui thuốc cho Chúa hát ca ngày đêm, Ngài Giêsu yêu tôi chẳng bao giờ phai, hôm nay mai đây trái tim luôn bùng cháy. Đêm chiếu rồi khung trời, Ngài dựng nên núi đồi vực sâu biển xanh sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên, Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ thầm thiên. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
cho thế gian tuyệt vời quá Chúa tôi. Người là cứu Chúa tôi, là chân lý đời tôi, là ánh đèn hai đang soi đường. Trong bao cơn giông tố người luôn chở che, nguy nan luôn có bàn tay Chúa đưa. Ôi lời tạ ơn nào cho đáng. Giêsu qua bao dung, qua nhân ai alleluia. Con không đã chi đâu, Chúa vẫn nhớ alleluia. Trong Cha có câu ca làm ngưỡng hòa alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cha có câu ca ngàn hương hoa alleluia, 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 alleluia. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương từ ái của chúng con. Chúng con lớn tiếng dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Ngài là đấng sáng tạo nên cả vũ trụ này, và Ngài đã tạo dựng chúng con, cho chúng con có hơi thở sống động trên đất này. Ngài là một Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh. Ngài là một Đức Chúa Trời cầm chìa khóa của sự sống và sự chết. Nhưng Ngài cũng là một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, và Ngài đã phó chính con một của Ngài xuống thế làm người để chết thay cho tội lỗi của cả nhân loại. Để qua đó chúng con hôm nay có cớ lớn xưng nhận Ngài là A-ba, là Cha. Và bởi sự chết của Ngài cho chúng con được sự sống đời đời. Để chúng con có cớ lớn mà chúng con đem lời ca tiếng hát của chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con thấy ơn lạ lùng của Ngài cũng vẫn còn phủ lúc trong đời sống của con dân Chúa. Qua những lời ca, tiếng hát, qua những bài thơ, qua những điệu múa, qua những lời làm chứng của những em bé ngây thơ, của những người đang đau đớn trong thân thể, và những gặp những điều không may trong cuộc sống. Nhưng chúng con biết rằng Ngài là một Đức Chúa Trời hằng thương xót, và Ngài là một Đức Chúa Trời hay làm ơn và làm phép lạ. Và phép lạ của Ngài cũng vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay. Và Ngài đã cho chúng con thấy được rằng Ngài là một Đức Chúa Trời toàn năng, không có một điều gì là quá khó cho Ngài. Và Ngài cũng vẫn còn bày tỏ phép lạ, sự chữa bệnh của Ngài trong con dân Chúa. Và để cớ đó chúng con biết rằng chúng con có một Đức Chúa Trời hằng thương xót chúng con. Và để chúng con dâng lời tôn vinh Chúa, ngợi khen Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài tiếp tục làm việc trong những lời ca tiếng hát, trong những lời làm chứng, trong tấm lòng của con dân Chúa. Và xin Chúa Ngài đem những sứ điệp này vào trong tấm lòng của những thân hữu của chúng con, để qua đêm nay chúng con không phải như là xem một chương trình trình diễn văn nghệ, nhưng chúng con qua những phần trình diễn này, chúng con thấy được tấm lòng của những con dân Chúa, và chúng con thấy được quyền năng lớn lạ của Ngài. Và Ngài là một đấng hiện hữu đang ở trong dòng nhân loại. Để qua đó ông bà anh chị em chúng con chưa có dịp biết đến Chúa, thì chúng con hôm nay biết được chúng con có một Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, một Đức Chúa Trời yêu thương và sống động, vẫn còn làm phép lạ và nâng đỡ những ai tin nhận Chúa, luôn sống trong sự bình an, trong sự phước hạnh. Dầu trong mọi nghịch cảnh, chúng con cũng vẫn lấy cớ lớn mà chúng con ngợi khen Ngài.
Nguyện xin Thánh Linh của Chúa Ngài tiếp tục sức dầu trong mỗi tấm lòng của chúng con, biến cải tấm lòng của chúng con được mềm mại để chúng con tiếp nhận sứ điệp của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho tất cả những anh chị em chúng con biết sử dụng ân tứ của Ngài để tôn vinh Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót ban phước cho những người lo âm thanh, ánh sáng và những anh chị em lo tập dượt trong những phần trình diễn và tất cả trong ban hát, những người làm chứng, trong ban múa, tất cả đều được đầy ơn của Chúa. Và xin Chúa Ngài tiếp tục sử dụng đời sống của chúng con, sử dụng ân tứ của chúng con để chúng con quy vinh hiển về cho Ngài. Ôi Chúa ơi, xin Chúa Ngài tiếp tục cho mỗi chúng con biết dâng cuộc đời của chúng con là một bài ca sống động, mỗi một ngày của chúng con là một bài ca mới dâng lên cho Thượng Đế đấng tạo hóa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội đồng an toàn.